tánh nổi không tức là ruột trống, trống rỗng. Bây giờ cái thứ tám, thứ tám là bồng thịt, tức là vương lại đầy đầy hột. Đặc biệt cái sinh tiết vừa có hoa là vừa có hột rồi, vừa có hoa là vừa có quả rồi, đúng không? Để có cái hoa vừa làm trong nó có quả chưa? Có quả rồi, còn các loại hoa khác đó, nở hoa rồi rụng hoa là mới có hột. Ngược lại hoa sen thì vừa có hoa thì vừa có hột, gọi là vương vương sen. Như vậy là tu cái nhân nào thì liền có quả đó, hãy có nhân liền có quả. Chúng ta nghĩ một việc lành là liền có quả, có việc việc lành. Chúng ta có hành động lành là có quả, có việc lành. Tu là có chứng chứng quả. Vâng, không tu là không có chứng quả. Thì ai có tu là có quả, tức là gia nhân lành chúng ta hưởng quả quả lành. Vì thế mà trong tục ngữ ta có nói ai ơi gán ở cho lành, kiếp này ta hưởng còn dành kiếp kiếp sau nữa. Không những kiếp này ta được hưởng mọi sự an lạc thanh tịnh rồi, mà kiếp sau chúng ta còn để lại cho cả con cháu và cả tao ta sau này được hưởng cái phước báo đó nữa. Cho nên bây giờ nói đến cái căn, cái công đức của các căn này, tức là nhãn căn là đôi mắt thịt của cha mẹ ta sinh ra. Nếu được thanh tịnh, nếu cái căn này được thanh tịnh thì sao? Căn này được thanh tịnh rồi, được thấy nè, thấy tất cả núi rừng sông biển trong ngoài có 3000 đại thiên thế giới, rồi đến cả địa ngục a tỳ nữa. Nhưng mà nếu chúng ta căn thanh tịnh rồi, ta thấy được tất cả núi rừng sông biển trong ngoài có 3000 đại thiên thế giới, rồi thấp đến là địa ngục a tỳ, cao đến là cõi trời hữu đẳng, cũng thấy được tất cả chúng sanh trong các cái thế giới đó, thấy được tất cả chúng sanh trong thế giới đó. Còn những nghiệp nhân, nghiệp báo và những nơi sanh do quả báo định, tất cả những sự việc đó đều thấy, đều biết qua con mắt phàm thanh tịnh. Con mắt phàm nhưng được thanh tịnh. Lưu ý chữ này là chúng ta tất cả những sự việc đó ta đều thấy, đều biết với đôi mắt phàm mà được thanh tịnh. Còn con mắt phàm mà phàm luôn thì thôi khỏi, phàm mà còn ô nhiễm nữa thì không thấy gì nữa. Chỉ thấy gì? Thấy mình, thấy ăn, thấy ngủ, thấy lòng có tiền, thấy nhà lầu, thấy xe hơi, xong chuyện. Nếu vừa con mắt đã là phàm phu mà cái tâm thì hoàn toàn dơ độc, cho nên chỉ thấy cái chừng đó chuyện thôi, còn thấy chuyện khác. Nhưng mà khi con mắt đã thanh tịnh rồi, thấy cả 3000 đại thiên thế giới. Cho nên hôm nay gọi là phẩm pháp sư công đức đó nha. Cho nên đến nhĩ căn mà thanh tịnh rồi, tức là cái lỗ tai ta mà khi được do cha mẹ sinh ra, cái lỗ tai này nè, cái này gọi là phù trần trần căn. Mà trong cái phù trần này có tháng nghĩa căn là cái hiểu biết, cái tinh tế. Mà nếu cha mẹ sinh ra rồi, khi được thanh tịnh rồi thì nghe được tất cả các thứ tiếng khắp cả 3000 đại thiên thế giới, cái lỗ tai này. Vì thế nó được 1200 công đức. Bây giờ nói đến con mắt, thấy có xa không? Con mắt chỉ thấy phía trước mà không thấy phía sau được, phải không? Chỉ thấy phía trước thôi mà ai đi phía sau không biết. Cho lỗ tai có thể nghe hết tất cả các nơi, được đánh trên tấm ta nghe khắp tất cả. Đánh phía trước cũng nghe, đánh phía sau cũng nghe, đánh bên trái cũng nghe, đánh bên phải ta cũng nghe. Nhưng mà con cái rắc rối nữa là tiếng hai ta cũng nghe, mà tiếng dở ta cũng nghe được. Đang rắc rối à, nghe đủ thứ à. Mà nếu như tiếng nghe mà tiếng dở mà chúng ta không thanh tịnh được thì nguy hiểm. Nhưng mà nếu ta chỉ lắm nghe được những tiếng thanh tịnh không á, tiếng tốt không, thì cái tai này hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế gọi là nhĩ căn viên thông. Cho nên Đức Quán Tham là chứng về nhĩ căn viên thông, cái tai này nghe hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế cho nên gọi là Quán Thế Âm, nghe tiếng kêu đau khổ trong trời đất này, trong vạn hữu vũ trụ, đem lòng từ của mình mà cứu độ cho họ, cho nên gọi là Quán Thế Âm chứng nhĩ căn viên thông. Do đó mà tất cả các Phật tử đều thờ Quán Thế Âm là thờ nhĩ căn viên thông, là nhĩ căn hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên á, ta nghe những gì? Nghe tiếng voi nè, tiếng ngựa nè, tiếng trâu nè, tiếng dê nè, tiếng khóc la nè, tiếng buồn than nè, tiếng tống nè, tiếng loa nè, tiếng chuông lớn nè, tiếng chuông nhỏ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng con nít, tiếng nam, tiếng nữ, không? Nghe tiếng pháp nè, tiếng chẳng phải pháp, cái nào gọi là pháp? Hôm nay chúng ta đang ngồi nghe pháp gọi là tiếng pháp, mà nghe tiếng không phải pháp nữa, cái tiếng mà tùm lum ở ngoài gọi là tiếng không phải pháp. Tiếng mà đưa đến cho đến đọa lạc đó gọi là tiếng không phải pháp. Rồi tiếng khổ nè, tiếng vui nè, tiếng phàm phu nè, tiếng thanh nhân nè, tiếng đấng vui nè, tiếng không đấng vui nè, tiếng trời nè, tiếng rồng, tiếng các hàng a tu la, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ,
tiếng Tỳ Kheo, tiếng Tỳ Kheo Ni, tiếng Thanh Văn, tiếng Viên Giác, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Như vậy là có lỗ tai này nghe đủ thứ. Nghe gì? Nghe tiếng tốt cũng có, mà nghe tiếng xấu cũng nhiều, thấy không? À, như vậy là chúng ta có thanh tịnh được có lỗ tai hay không á, thì chính đó mới gọi là pháp sư công đức. Mà nếu cái tai này để nghe những chuyện có thiết tục, nghe những chuyện xấu xa mà cứ quân tập mãi vào, thì chúng ta chỉ là những con người xấu xa phàm phu tục tử. Mà nếu chúng ta đem cái lỗ tai này mà nghe tất cả các pháp thanh tịnh, nghe gì? Nghe tiếng các vị tỳ kheo ni, thanh văn, viên giác, bồ tát và phật, thì căn chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Thì chính nghĩ căn thanh tịnh chính nó lợi ích cho bản thân ta, lợi ích cho muôn loài chúng sanh. Còn đem cái lỗ tai nào nghe những tiếng tục rồi á, thì chúng ta chỉ là những tên làm loạn cho thiên hạ làm loạn cho thiên hạ, mà đầu chính mình mở cửa xuống địa ngục không ít. Vì thế đây gọi là phẩm pháp sư công đức. Và đem lỗ tai của cha mẹ sinh ta ra đây để nghe những tiếng thanh tịnh, thì có nghe được tiếng thanh tịnh mà tâm ta mới được thanh tịnh. Do đó mà mỗi ngày chúng ta quân tập cái nghe đó. Bữa nay tập nghe chưa? À, bây giờ ra ai chửi chúng ta có nghe không? Nghe lắm, nghe cũng nguy hiểm à. Lắm nghe tức là nghe cái tiếng ô nhiễm, tiếng thô tục, những tiếng xấu, để được cái tâm giận hờn thì ít gì mà nghe. Nghe để làm gì? À, có người ta nghe ông Tâm Thanh giận gì, yêu nó mà giận. Ủa, nghe rồi giận. Rồi mình giận rồi đi. Tao học mấy chục năm, tao tu mấy chục năm mà nó từng bại tục tắc rồi bật đây. Rồi hỏng hết. À, cho nên giàu có nghe khen, chúng ta cũng không mừng, nghe chê cũng không giận kìa. À, thì lúc đó mình gọi là nghe thanh tịnh. Chứ nghe người ta khen mà mừng thì thanh tịnh không? Cũng không thanh tịnh. Mà nghe ta chê giận thì có thanh tịnh không? Cũng không thanh tịnh. Đấy, cho nên cái lỗ tai nguy hiểm. Cho nên nói vậy các can, nhưng mà các can lỗ tai này mà nếu chúng ta được công đức rồi thì nó được 1200 công đức. À, còn con mắt thì có 800 thôi. Ừ. Cho nên tôi chưa được thiên nhĩ thông. Mặc vào cái tay chúng ta hôm nay chưa được thiên nhĩ thông, nhưng nếu đôi tay mà tầm thường của cha mẹ sinh ra mà thanh tịnh rồi á, thì thấy các thứ tiếng trong ngoài có 3000 đại thiên thế giới đều nghe được và phân biệt từng loại một. Và nghe được như vậy rồi, chúng ta được thanh tịnh rồi thì phân biệt từng loại một, à, để phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào hay, cái nào dở. Hãy nghe được chúng ta phân biệt chứ không phải theo dõi. Nghe để phân biệt, à tốt chúng ta có tiếp tục làm, dở chúng ta phải tránh, từ bỏ đi, tức là gọi được nhĩ căn thanh tịnh. Như vậy là chúng ta có nghe không? Nó không nghe là nguy hiểm, làm sao không nghe được? Vì thế đến chỗ này cho nên nhiều kinh giảng là tu cho đến chỗ không nghe và không thấy, thế là hiểu lầm rồi. Có nghe không? Nghe hết chứ. Có thấy không? Thấy hết chứ. Nhưng mà có thanh tịnh hay không thanh? Thanh tịnh. Do đó năm trước chúng tôi đã có chứng minh chuyện này rồi. Năm tôi đi giảng ở Sa Đéc, nhớ không? Ai còn nhớ không? Đi giảng ở Sa Đéc tức là qua cái phà Bắc Mỹ, Mỹ Thuận mới đi qua Sa Đéc được. Ai đi chưa? Đi chưa? Đi rồi. Thế thì tôi đi giảng ở Sa Đéc, mới qua phà tôi mới xuống xe đứng nhìn con sông Hậu Giang đẹp lắm. Ừ. Tôi nó đứng nhìn như vậy là có ông đứng sau tôi. Hồi đó tôi mới 34 tuổi à, ông nó khoảng 50 mấy tuổi. Ông ấy vỗ vai, ông nói đó thầy đi xuống đã mấy lần rồi. Tôi nói đi cũng 3-4 lần rồi đó. Từ đây đến Bến Hải thầy đi chưa? Tôi đi rồi, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, tôi đi hết rồi. Thế thì thầy đi cả nước rồi à? Thế thì đến đây thầy thấy có gì khác không? Chết rồi, nguy hiểm. Có gì khác đâu, tôi quay mắt. Bởi vì tôi có để ý gì đâu. Ngồi trên xe rồi xuống phà, tôi đâu để ý gì đâu. Nhưng mà là có nghe chuyện. Nói chứ có cái gì lạ không? Đến đây thầy thấy có gì lạ không? Có. Tôi nói liền, nói để suy nghĩ thì cái gì? Nói cái gì? Mùi thịt nước. Tôi đến đây nghe mùi thịt nước lạ nhất, bởi vì tất cả cả nước không có chỗ nào mà có hai bên phà mà nướng thịt như Bắc Mỹ Thuận cả, đúng không? Thằng nửa cây số à, mà sắp mấy con chim mình sắp vô một cái sâu như vậy là 10 con chim, à, nướng thơm phức, à, thịt cũng vậy. Ủa, tôi trả lời rồi cái bị kẹt, thầy tu bao nhiêu năm mà còn nghe cái mùi đó, chết rồi.
nguy hiểm rồi, nên là không biết rồi. Thầy tu bao nhiêu năm mà còn nghe cái mùi đó, còn nghe mùi thịt nướng đó mà. Nói thầy tu mà tại sao là còn nghe cái mùi đó? Tôi nói chú bác nghĩ thì sao? Tôi nghe giảng là tu đến võ, ai mà tu nữa không nghe không thấy kia mới đạt đạo, còn nghe còn thấy cái mùi đó thì làm sao đạt đạo được? Tôi bảo chẳng nghe tu thì sao, rồi không nghe không thấy chẳng đuôi điếc làm sao mà tu, mà đuôi điếc ai giống tu? Không nghe tức là điếc, mà không thấy tức là đuôi, thế mà tu mà đến chỗ đuôi điếc thì ai giống tu? Nó chứ sao tôi nghe giảng vậy chứ mà. Nghe đây nha, vì thế mà hôm nay cái vấn đề này cái nhĩ căn viên thông tôi xin nhắc lại, là tôi nói cho bác nghe thế này, cái mùi thịt nướng có đó, dầu cho Đức Phật hiện tiền cũng có đó, mà Đức Phật nhập diệt từ lâu rồi vẫn có đó, cái mùi thơm vẫn có đó, nhưng mà cái mùi thơm nó có cuốn hút tôi được nữa hay không? Người khác thì nghe mùi thơm thì nhảy vào, à đây thơm, ngồi vô nhậu nhạt, còn không cuốn hút tôi được nữa cho nên gọi là không nghe. Nhậu cái gì hiểu không? Không cuốn hút được nữa, cái mùi thơm nó không cuốn hút tôi được nữa. Và cái sắc đẹp kia, dầu có mũi dọc dừa, dầu có đôi mắt bồ câu, dầu có má đôi xoan, dầu có đôi môi nó đỏ đen gì kệ nó, nhưng mà cái lông mũi có dọc dừa, nó má đôi xoan nó đẹp đến mấy đi nữa không cuốn hút tôi được nữa, vì thế gọi là không thấy. Chứ không phải không thấy đâu, không thấy đuôi làm sao? Dạ có gì hiểu không? Hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Cho nên kinh mới bảo mắt tâm thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng có lòng, nhẹ nhàng ta bước ra vòng trần ai. Mắt tâm thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng có lòng, nhẹ nhàng ta bước ra vòng trần ai. Cứ thế thôi, mắt tâm thấy sắc thấy rồi thôi đó nha, đừng có mơ tưởng đấy nha. Rồi tai thì nghe thấy tiếng, tiếng ngọt hay thiệt, tiếng nhẹ nhàng, tiếng dịu dàng, tiếng êm ái, tiếng khang, tiếng đẹp đến mấy mà nghe rồi thì thôi, trơ trơ lẳng lặng cõi, có lòng ta trơ trơ lẳng lặng rồi thì nhẹ nhàng ta bước ra vòng trần ai. Mà nếu nghe mà dính, thấy mà dính thì đó là gì? Là cái lỗ tai của tục tử, của phạm phu. Mà nghe mà thấy mà không dính nữa là lỗ tai của thánh, đơn giản nó thế. Đây đừng gọi là đây là phẩm pháp sư công đức mà. Chúng ta nghe mà không dính đi nữa thì sao? Thắng. Mà nghe mà dính là phạm tầm phu tục tử. Cho nên á, khi nghe được như vậy, có 3000 đại thiên thế giới được nghe được và phân biệt từng loại một, nhưng không vì đó mà cái nhĩ vang bị hư. Cái nghe chúng ta không bị hư, có nghe tất cả, đủ tất cả, nhưng mà cái nghe của chúng ta không bị hư hoại gì hết. Cái nghe có bị hư không? Nó không có. Nghe đủ thứ, chắc đủ thứ trong này, nhưng mà cái nghe rồi nó lại tiếp thu và đưa vào a lại gia thức, cho nên mỗi khi nghe rồi đưa vào a lại gia, rồi khi nào chúng ta muốn nghe lại cái đó ta nhớ lại coi, nhớ rõ coi. Đó là cái phần của nhĩ căn. Do đó mà cái nhĩ căn á, nó có công đức tới 1200. Vì sao? Vì khi mà chúng ta đánh tiếng tống phía trước, phía sau, phía trong, phía ngoài, phía trên, phía dưới, xa gần ta đều được được nghe. Còn cái con mắt nó chỉ thấy phía trước à, không thấy phía sau nữa, vì thế nó ít công đức hơn. Chứ con mắt nó cũng quan trọng, nhưng ít công đức hơn lỗ tai. Vì thế hôm nay chúng ta đi thọ bát này, cái gì nghe? Cái lỗ tai không nè, lỗ tai nghe kinh, lỗ tai nghe pháp. Thế là chúng ta được thanh tịnh hôm nay rồi. Và hôm nay được thanh tịnh rồi. Cần ai có chửi tao không giận, chắc chắn như vậy. Bây giờ có ai vô đây gửi chửi thử chúng ta cũng không giận rồi. Nhưng mà sợ có sao khi mà ra khỏi cái đầu tràng này rồi ai chửi chúng ta còn hầm hầm, tuy rằng không nói ra nhưng mà còn hầm hầm ở trong lòng ha. Thì cũng chưa được, cố gắng tập, phải quân tập rồi đó. Còn cái tỷ căn tức là lỗ mũi là lãnh giữ kinh Pháp Hoa rồi thì mũi được thanh tịnh, mà khi tụng kinh Pháp Hoa này lỗ mũi cũng được thanh tịnh ha. Vì ngồi để tụng kinh mà nghe được các mùi trong 3000 để thiên thế giới phân biệt được hết. Mùi các thư hoa này, hoa xanh này, hoa xanh vàng, hoa xanh trắng, hoa xanh đỏ, mùi cây có hoa, mùi hoa cây có trái. Rồi mùi các thư hương, lại rõ biết các thứ mùi của chúng sanh nữa. Nhìn mùi gì? Mùi thu vật này, voi, ngựa, dê, trâu, heo, chó này, mùi trê, ghế, con nít, nam nữ, mùi cỏ cây, rừng bụi, hoặc xa hoặc hoặc gần. Rồi mùi gì nữa? Rồi mùi cây này, hoa trên trời, mùi nhân dân của trời ở các cung điện này, hướng phước hoặc ở diệu pháp đường nói pháp, hoặc là khi dạo chơi. Là cũng nghe gì nữa? Nghe mùi hương của chư thiên đốc,
nghe mùi hương của chư thiên đốc, mùi thanh văn, mùi dương giác, bồ tát và phật. Như vậy là nghe nhân tỷ căn hư không, hư không lầm. Nếu muốn phân biệt nói cho người khác nghe thì ghi nhớ không không sao. Như vậy là cái mũi này nó sẽ ngửi hết tất cả các mùi, nhưng mà chúng ta đã phân biệt được cái mùi nào xấu, mùi nào tốt. Từ cái mùi thú vật đến mùi trai, mùi gái, mùi cỏ cây, mùi rừng bụi, như vậy là cái mùi khác nhau hết phải không? Có mùi nào giống không? Không có mùi giống mùi nào hết. Rồi cái mùi gì nữa? Mùi hương của chư thiên đốt, mùi hương trong chánh điện, mùi hương của hoa, mùi hương của thanh văn, của duyên giác, của bồ tát, của phật. Hôm nay chúng ta ngửi được cái mùi hương của thanh văn, duyên giác, bồ tát và phật, tức là bốn cái bậc giải thoát đó. Còn đồng thời nghe tất cả các mùi dơ uế của thế tục. Thế mà chúng ta lựa chọn cái mùi dơ uế chúng ta vắt bỏ ra để nghe những cái mùi thanh tịnh, tức là lỗ mũi ta cũng được thanh tịnh, thấy không? Nếu chúng ta lựa chọn mà biết như vậy, cái mùi nào thanh tịnh thì chúng ta thu nạp vào, cái mùi nào xấu xa chúng ta từ bỏ ra. Thế thì cái tỷ căn nó được bao nhiêu công đức? Nó cũng được 800 công đức, giống như mắt. Bởi vì cái tỷ nó lại nghe gần chứ xa nó nghe không được. Đúng không? Cái nào để gần thì nghe, chứ xa chút nữa nghe không được. Vì thế nó được ít công đức hơn. Bây giờ đến cái thiệt căn công đức là tùy kinh pháp hoa thì lưỡi được thanh tịnh. Cái lưỡi này đây, bây giờ đến cái lưỡi thanh tịnh. Tất cả các thức uống ăn nào xấu nào tốt nào ngon nào dở nào đáng nào chát đã biến thành vị ngon ngọt như cam lộ. Và nếu chúng ta được thanh tịnh rồi á, thì các thứ uống ăn này nào xấu này tốt này ngon này dở đáng chát đã biến thành vị ngon ngọt như cam lộ. Còn nếu như không thanh tịnh thì sao? Không thanh tịnh thì ngon ngọt nó biến thành cay đắng. Mà khi mà thanh tịnh rồi thì những cái mùi cay đắng biến thành những cái vị ngon ngọt. Không tin còn về nhà có biết, nếu hai vợ chồng mà thuận nhau á, thuận vợ thuận chồng thì các bể đông cũng cạn. Mà nếu không thuận thì sao? Thì bữa nó có dọn lên có chả nè, có nem nè, có nem cong chả phụng đi nữa, mà hai vợ chồng mà ghét nhau rồi thì sao? Ngửi vô có nó hôi rình. Ngửi vô có nó hôi mặn thúi. Mà nếu như thuận rồi thì có một chén nước tương với dĩa rau luộc thôi, nhưng mà cũng thơm cũng ngon. Nếm vô cái ngon liền. Cho nên khó quá. Cho nên mỗi Phật tử đi tụng kinh Pháp Hoa như thế này phải tập cho được cái thiệt căn công đức này đây. Làm sao mà tất cả những cái mùi vị xấu tốt ngon dở đáng nó đều biến thành cái vị ngon ngọt như cam lội ngọt, đừng biến thành cái mùi cay đắng, được không? Quý vị nghe rõ chỗ này không? Khó. Cho nên tu học, mỗi lần quý vị nghe pháp như thế này, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta phải đem cái này để mà sống cho bản thân ta, cho gia đình ta nữa, và tất cả cho nhân quần xã hội được sống như ta, thì chính đó gọi là công đức. Cho bây giờ nghe những gì cái thiệt căn này, chúng ta khi nghe rồi sao thì chúng ta làm gì? Phải thuyết pháp cho mọi người cùng nghe đến cái chỗ thâm diệu rồi, thấu đến tâm người nghe rồi, khiến cho họ vui mừng rồi, sướng thích rồi, và cảm hóa được chư thiên Atula hàng tu hành giàu có sang trọng cũng được nghe pháp của ta. Vì thế biết bao nhiêu là công đức. Như vậy là cái miệng này công đức nhiều hơn cái gì cái lỗ mũi ha, nhiều hơn con mắt. Bởi vì cái miệng khi nghe pháp rồi á, thì chúng ta lúc đó đem tất cả pháp lành để nói cho mọi người cũng nghe rồi, nghe thấu đến tâm của người nghe, khiến cho họ được vui mừng sướng thích rồi làm gì nữa? Cảm hóa được chư thiên và Atula hàng tu hành giàu có sang trọng, họ cũng tu hành nữa, thì cái công đức biết bao nhiêu. Cho nên cái thiệt căn này được 1200 công đức do cái miệng của ta. Mà nếu cái miệng này để chuốc toàn những chuyện xấu xa tội lỗi thì sao? Thì đau khổ cũng hơn hết. Hay nó có công đức nhiều hơn hết thì tội lỗi của nó cũng nhiều hơn hết. Mà khi tội lỗi nó nhiều hơn hết thì công đức của nó cũng nhiều hơn hết. Bởi vì chúng sanh đau khổ cũng vì cái lưỡi, vì cái miệng này. Do đó mà trong thập thiện chúng ta nghe, trong thập ác nó có bốn thứ là nói dối nè, nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói là hung ác. Nó tới bốn thứ, mà thân chỉ có ba thôi. Thân ba là gì? Sắc sanh, trộm cướp và tà dâm. Ý gì cũng có,
có ba là tham lam, sân hận và si mê. Nên như vậy là thân ý thì có ba, mà ngược lại thằng miệng tới bốn. Miệng và cả thế gian này đau khổ, cả thế gian này đốt cháy cũng bị thằng miệng nó đâm, bị thoát, nó thọc, bị gạo nguy hiểm. Xấu nó làm tốt, tốt nó làm xấu, hai nó làm dở, dở nó làm hai, bởi vì nó chưa được cái thiệt căn công đức. Cho nên hắn nói toàn chuyện gây xấu trộn cho thiên hạ, gây đau khổ cho mọi gia đình, và chính bản thân của mình cũng tệ thằng miệng. Miệng, cho nên bữa nay tu cái miệng ấy nha. Đừng nói những lời nào, hôm nay mà đi tủ bất con trai này, nói những lời nào chân chính, nói nhỏ nhỏ á. Chứ bữa nay không được nói lớn nha. Không có, không có ra mà mắc dây vú. Ai lấy dây vú, ai lấy dây vú, không ạ, bữa nay không ạ. Có mắt ruốc, mắt dép gì cũng không á, có mắt áo, mắt quần gì cũng không á. Mắt kẹp, mắt cặp táp, hay mắt vali, hay mắt cái gì, cái túi nào cũng không á. Bởi vì đi thọ bác mang tiền hay chi trong mắt rồi la. Đã đi thọ bác con trai đi xong à, có mắt mấy bữa còn có đen đen đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng vậy đó, chứ bữa nay cũng dẹp rồi, để nguyên con người thật. Tay chân mấy bữa có thai vô đỏ đỏ dần dần, chứ bữa nay cũng dẹp rồi à. Tất cả đều về thấy, cho nên hoàn toàn là con người thanh tịnh, cho nên cái miệng cũng phải thanh tịnh chứ. Mà đụng cái gì đó mà la lên một cái là không phải người đi thổ bát rồi, đâu phải vị tăng hả. Hôm nay là một vị tăng, sống theo đúng một vị tăng, sống đúng với đạo đó mà. Cho nên vị khéo nói pháp, cho nên được cái hàng quyền quý nhân dân theo hầu và cúng dường. Ai mà khéo nếu pháp như vậy thì được cái hàng quyền quý này, nhân dân theo hầu và cúng dường, và được tu thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật ưa thấy. Mà nếu ai mà nói pháp được như vậy rồi thì được các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát ưa thấy những người đó, ưa tìm thấy những người đó. Nha, cái gì hiểu không, hiểu cho nè. Ưa thấy những cái người mà nói pháp đó mà được hàng quyền quý nhân dân theo hầu cúng dường, và được tư thanh văn dân giác Bồ Tát Phật ưa thấy những người đó làm thật. Chứ không thấy những người kia, không muốn thấy những người kia, thấy nó mệt lắm. Còn thấy những người mà nói pháp thanh tịnh rồi á, thì chư Phật chư Bồ Tát ưa thấy, ưa gần gũi. Vì thế chúng ta có gần gũi chư Phật không? Tự nhiên chư Phật gần gũi với chúng ta, chứ không cần chúng ta tìm đến chư Phật chư Bồ Tát nữa. Thì được chư Phật sai là phía đó mà nói pháp. Mà nếu như người này nói pháp thanh tịnh là chư Phật là ưa khoai về người đó để nói pháp. Về thế cái phẩm này Đức Phật nói vài, nói với thường tinh tán Bồ Tát. Nương đó mà đã có khả năng thọ trì tất cả các pháp Phật. Cho nên những người nghe rồi, nói rồi là bây giờ có khả năng để thọ trì tất cả pháp của chư Phật nữa. Là có thể nói là thêm pháp thâm diệu, và càng ngày càng thêm thâm diệu. Ở chỗ này chúng tôi nhớ hồi tôi học có một câu ở trong kinh Khổng Giáo có viết, mà tôi vẫn nhớ và viết luôn câu đó trên tường. Sĩ phu ba ngày không đọc sách, xoay gương thấy mặt mũi đóng giác, nói chuyện lạc lẽo khó nghe. Chứ có sĩ phu không thôi, nhưng người học trò đó hả, mà ba ngày không đọc sách thì xoay gương thấy mặt mũi đóng giác để dơ bẩn, là ba ngày mà không đọc sách thì cái mặt đã đầy dơ dái bụi bặm rồi, nói chuyện lạc lẽo khó nghe. Có nghĩa là gì? Không nói thể chuyện thánh hiền nữa mà nói thể chuyện tục tử. Cho nên nói khó nghe, lạc lẽo. Nói lạc lẽo khó nghe. Có gì người tu hành mà một đêm không tụng kinh, một ngày không tụng kinh mà không nghe pháp được, không thọ bát được thì còn lạc lẽo đến chừng nào? Dạ, quý vị hiểu chỗ đó không? Sĩ phu ba ngày mà không đọc sách đó, thì xoay gương thấy mặt mũi đóng ghét, nói chuyện lạc lẽo khó nghe. Ai mà ba ngày không đọc sách thì ra nói chuyện không phải là chuyện thánh hiền nữa, mà nói toàn những chuyện lạc lẽo khó nghe. Chuyện lạc lẽo là chuyện gì? Toàn là chuyện xấu xa, bẩn thỉu, chuyện dơ dái, nó không ít gì cho ai hết, cho nên nó lạc lẽo khó nghe. Còn cái người mà đi tu rồi thì nói là có mạng mà không, nói có thâm thúy không, nói có tốt lành không, mở miệng ra người ta nóng tai nghe. Còn cái người mà không đọc kinh, không đọc sách, không tu hành, nói nó lạc lẽo lắm, vô vị lắm. Đến đây tôi nhớ cái chuyện con cú rồi. Bây giờ nhớ chuyện cú chưa? Mỗi đoạn như thế này tôi nhắc lại chuyện của mấy cái phẩm trước nha. Con cú, anh đi gặp con chim gái, con chim gái mà. Con chim gái, thằng gái rất hay. Ai cũng lắm tai nghe hết, mà con cú thì sao? Anh kêu lên mọi người sợ. Cú! Cú!
mở cái nhà nào nhất là nhà mà không có con này, nhà ở một mình mà nghe tiếng cú kêu có lạnh xương sống ngủ không được. Bởi vì sao? Mỗi lần nó kêu như vậy là đem đến những chuyện hung dữ, chuyện đau thương, chuyện chết, chết chóc. Vì thế mà anh gặp con chim gái, nó tụi đi đi chị, tôi không ở đây nữa đâu. Ủa chứ sao chị đi? Sao chị đi? Tôi ở đây người ta ghét tôi quá, tôi tưởng con nít ghét xong nó quăng đá, nó dân gặp cho tôi, nó lấy cây thọc. Tôi tưởng con nít ghét không, tự nhiên người lớn họ cũng ghét, họ xúi cho nó quăng đá tôi, họ xúi cho nó thọc tôi. Thôi tôi đi chỗ khác, tôi không ở đây đâu. Tôi đi chỗ khác, chứ tôi không ở đây đâu. Thì con chim gái nói gì? Nó nói, à, chị muốn đi chỗ khác phải không? Không, tôi đề nghị chị đừng đi đâu hết á, chị ở đây đi. Ở đây sao được, người tôi đâm thọc, người tôi cứ dắt đá, người ta sáng ngày mỗi lần kêu lên, người ta ghét, người ta đuổi tôi, làm sao tôi ở được. Nó không, tôi đề nghị với chị á, là chị nên ở đây. Bây giờ tôi muốn chị được ở đây á, thì chỉ có hai việc. Một là chị đừng kêu nữa, hai là sửa lại tiếng kêu cho người ta yên lành. Còn tất cả mọi người, người ta muốn cho yên ổn, chứ không ai muốn chết chóc đau thương hết. Mà mỗi lần chị kêu lên là có người chết, có người đau thương, có người bệnh tật, thì ai chịu. Về thế mà nếu chị kêu như vậy, qua chỗ khác họ cũng ghét, họ cũng đuổi. Qua chỗ khác họ cũng ghét, họ cũng cũng đuổi. Ở đây đuổi thì chỗ khác cũng cũng đuổi. Còn tôi nè, mỗi lần tôi cắt lên chân gái á, thì cái chú học sinh kia mà đi học có mệt mỏi đến bao nhiêu nữa cũng ơn vợ lắm, nghe tôi hót. Anh nông dân có cày ruộng mệt nhòi với đồng ruộng, nghe tôi hót cu 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 câu cứ nhẹ nhàng nó em, rồi mọi người họ lắng tai họ nghe. Thì ở đâu là không được, ở đây cũng được mà chỗ khác cũng được, mà tôi đi họ tiếc nữa kìa. Còn chị hả, lắng quán gì kêu lên đây ghét, thì qua bên kia họ cũng cũng ghét. Không có thế giới nào thương chị, thương những người mà nói cái miệng ác như thế đâu. Dạ, có gì đến chỗ này nghe lỡ không à. Cho nên đó là cái miệng. Cái miệng của con chim mà nó nguy hiểm như vậy, kêu ra cho mọi người phải đau khổ thì không ai ưa hết. Cho nên mỗi chúng sanh mà không tu hành thì cái miệng họ nói ra toàn là thế tục, toàn là dơ dái. Vì thế người tu hành rồi thì thiệt căn công đức, cho nên trì pháp hoa rồi thì được cái lưỡi thanh tịnh như vậy. Thì cái chỗ nào có thanh tịnh đó thì chư Phật cũng sai về đó mà nói pháp, à, nương đó mà khả năng thọ trì tất cả pháp của chư Phật. Bây giờ đến thân căn công đức, từ kinh pháp qua rồi sau khi Phật diệt độ thì thân được tông, tông sạch như ngọc lưu ly, làm cho chúng sanh ưa nhìn xem cái thân đó. Mà ai mà từ kinh pháp qua được rồi á, thì sẽ được cái thân tông sạch như ngọc lưu ly, làm cho chúng sanh ưa nhìn xem cái thân đó như mảnh gương sáng vậy. Thân đó là cái thân thanh tịnh của Bồ Tát, trong đó các sắc tượng đều hiện mà chỉ riêng mình thấy mà thôi, các sắc tượng mà chỉ có mình thấy mình thanh tịnh mà thôi. Tuy chưa được vô lậu pháp tánh diệu thân, nhưng mà nhờ thanh tịnh đó cho nên tất cả đều hiện được trong cái thân thương này. Cho nên cái thân của ai mà tùy kinh pháp qua mà tu hành vào cái thân gọi là thân thương. Đứng người ta cũng thương, ngồi người ta cũng thương, nói người ta cũng thương. Tất cả đều là cái thân thương, chứ không có cái thân mà dơ bẩn nữa. Mặc dầu là chúng ta đang sống trong phạm phu, nhưng mà được cái thân thanh tịnh. Như vậy là tu cái thân căn công đức được 800 công đức, ít hơn cái lưỡi, ít hơn cái lỗ. Bây giờ đến ý căn công đức là sau khi Phật diệt độ rồi mà trì kinh pháp qua thì được ý căn thanh tịnh. Dùng ý căn thanh tịnh đó mà nghe một bài kệ, dùng cái ý căn thanh tịnh của mình mà để nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghiệp. Khi chúng ta ngồi thanh tịnh thế này, nghe một câu kinh chúng ta có nhớ không? Nhớ hả? Nghe nhớ rõ. Mà khi ngồi với cái tâm loạn động thì sao? Ngồi đây mà tâm để chỗ khác thì sao? Đâu có biết gì đâu, đâu có nhớ gì đâu. Đâu nhớ gì hết. Ngồi cái thân này, còn cái tâm để chỗ khác, thì cái đó gọi là không phải là ý căn thanh tịnh. Mà khi có ý căn thanh tịnh rồi, dùng ý căn nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghĩa. Kinh nhiều khi nghe có một câu thế nào mà chúng ta hiểu liên hệ vô lượng nghĩa tốt đẹp của nó nữa, hiểu rõ. Mà có khi nói cả tháng cũng không sao. Hiểu rõ một câu kinh rồi nói cả tháng cũng không sao, cả năm cũng được. Mỗi pháp nói ra có thể có những nghĩa thu riêng, và nhưng tất cả đều đúng với thực tướng của nó. Tất cả đều đúng với thực tướng của nó. Cho nên dẫu chưa được cái trí huệ vô lậu đi nữa, nhưng mà nếu ý căn thanh tịnh như thế thì tất cả suy nghĩ tính lường lời nói đều đúng với lời của Phật dạy.
À, nếu được mặc dầu chưa được cái trí huệ vô vô lậu, nhưng mà nếu ý căn được thanh tịnh rồi á, thì tất cả suy nghĩ đo tính lường lời nói đều đúng với lời Phật. Phật dạy không chỗ nào là không chân thật và không đúng với lời nói của chư Phật. Cho nên người được ý căn thanh tịnh rồi, ở chỗ nào đi buôn bán cũng nói như đạo, đem đạo vào trong cuộc đời và lúc nào cũng có mùi đạo trong đó, chứ không có cái mùi thế tục trong. Cho nên gọi là ý căn thanh tịnh. Và nói chỗ nào cũng nói chuyện đời đi nữa, cũng dính dáng với chuyện Phật, Phật Pháp. Không có chỗ nào là không chân thật và đúng với lời của chư Phật trước xưa đã dạy chúng ta. Đó là ý căn thanh tịnh. Nói cách khác là Pháp Sư công đức là gì? Là những công đức thu thập được bởi những người diễn đạt kinh Pháp Hoa bằng một trong những cách này: đọc theo mặt chữ nè, tụng hay đọc thuộc lòng nè, giải thích bằng lời nói hoặc là biên chép. Và làm gì nữa? Làm được những việc đó thì gọi là cái gọi là trì kinh, hay làm được bốn việc đó thì gọi là trì kinh, chứ không phải đọc không, đọc nè, tụng nè, biên chép nè, giải nói thì gọi là trì kinh Pháp Hoa. Và nắm giữ được kinh Pháp Hoa cả hai mặt gì? Cả văn tự và nghĩa lý. Không, chúng ta có nắm luôn cả cái mặt văn tự của kinh mà cả nghĩa lý của kinh nhé. Mà đã nắm giữ thì không rời rồi. Lưu ý thì nắm giữ, hãy nắm giữ là không rời, đúng không? À, cái người rời tức là không nắm giữ, mà nắm giữ thì không rời. Mà ai đã đọc, đã tụng, đã biên chép, đã dễ nói rồi, tức là người đã nắm giữ được cả hai phần nghĩa lý và văn tự của kinh rồi. Tức là nắm giữ tức là không rời. À, vậy thì kinh Pháp Hoa có nghĩa là sống với kinh Pháp Hoa, vì kinh Pháp Hoa và sống đúng như kinh Pháp Pháp Hoa. Nhưng mà trì kinh Pháp Hoa hay là sống đúng như kinh Pháp Pháp Hoa để dạy, và như sống đúng theo kinh Pháp Pháp Hoa. À, là chúng ta nắm giữ được kinh Pháp Pháp Hoa. Nói đến đây chúng tôi nhớ là chuyện nắm giữ sắp hết giờ rồi, nó rắc rối đi chứ. Là có thằng nhỏ đó, nó thích ăn kẹo, mẹ nó lại có hũ kẹo mà bà đang ngồi quê tơ, thì mỗi lần mà lấy như vậy bà lại không lấy. À, bà đi lấy đấy, ví dụ nó vô nó đòi cây kẹo thì bà đi lấy cây kẹo, đây con ra ngoài chờ, thế thì khỏe rồi. Nhưng mà hiển cái bình hôm nay nó không phải là cái bình thường như chúng ta thấy, mà cái đít của nó lại to, mà cái miệng lại nhỏ, cái miệng cây nó nhỏ mà cái đít như này nó to, hiểu không? Thì bữa nay bà lại không đi lấy kẹo, bà lại bảo con vô đó lấy, bà chỉ cái bình kẹo để vô đó lấy con. Thì khi thằng nhỏ cái tay nó còn nhỏ, nó thọt cái tay vô được, nó thọt cái tay vô cái miệng bình ra được. Mua thấy kẹo nhiều quá, anh hốt một hốt, hốt cái nó to quá, anh rút ra không được, anh rút cái tay ra không được. Thì nó ôm cái bình kẹo đó, nó khóc, không biết, khóc ngoài, làm sao đây, thì mới không biết cái chuyện gì ở trong đó, miệng nó cắt ra mà hay mà, không hiểu cách sao mà nó đứng nó khóc, đã lấy kẹo rồi còn khóc, mình nói tại sao lấy kẹo rồi còn khóc, không biết, thì bà đứng lên, mà thấy cái tay nó mát ở trong cái miệng bình kẹo, nó trời ơi, cái chuyện của chừng đó mày thả kẹo ra thì mày rút cái tay ra, cái chuyện gì đâu mà mày đứng mày khóc. Hiển cái ý của bà mẹ thì khác, ý của đứa con thì là khác, là muốn hốt chờ thấy cái kẹo đó, vì thế nó mát cái tay trong miệng mình. Hiểu không? Hiểu cái này không? Chứ còn thả ra thì nó có gì đâu mà phải khóc. Nhưng mà cái đứa nhỏ lòng tham của nó khởi lên rồi thì nó khó mà thả ra được. Vì thế mà có thả được cái kẹo mới nắm được kinh Pháp Pháp Hoa, mới giữ được kinh Pháp Hoa. Chứ nếu không thả cái nắm kẹo ra thì khó trì được kinh Pháp Hoa. Đây là chỗ này, chỗ cốt yếu đây nha. Bao giờ chúng ta thả được cái kia thì mới chúng ta mới thọ trì được kinh Pháp Pháp Hoa, mà còn nắm giữ cái kia thì không nắm giữ được kinh Pháp Pháp Hoa. Sống như vậy thì sáu căn trở thành lần lần thanh tịnh, không còn ế ô ế đầy lắm bụi như trước nữa. Mà sống được như vậy rồi thì tất sáu căn được thanh tịnh và không còn ô ế lắm bụi như trước nữa. Hay, thấy không? À, thế từ hôm nay rồi gọi là phẩm Pháp Sư công đức.
Cái phẩm thứ 18 là chỉ ai nghe kinh mà sanh hoan hỷ thì đã có công đức rồi, mà hôm nay còn ghi công đức của việc thọ trì nữa. Nhờ đây mà có biết bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý, trước kia eo hẹp, thấp thoải, phù phiến và nhắc lại chấp trước, mê liếng, thì bây giờ nó lại trở thành bao la cao, cao thượng. Ngày trước nó eo hẹp bao nhiêu, nó xấu xa bao nhiêu, nó thấp thoải bao nhiêu, mà hôm nay tùy được kinh Pháp Hoa rồi á, thì cái mê liếng sai đắm nó hết, thì nó nhờ công đức thọ trì mà trở thành bao la cao, cao thượng. Cũng con người này mà trở thành con người bao la cao, cao thượng, đem tình thương hết cho tất cả mọi người, không còn phân biệt chấp trước, và mắt ta thanh tịnh, tay ta thanh tịnh, miệng ta thanh tịnh, mũi ta thanh tịnh, thân ta thanh tịnh, và ý ta hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên trở thành bao la cao thượng, sâu xa giải thoát bấy nhiều à. Cho nên cái mắt trước kia thì thấy việc hiển hiện trong phạm vi thô tháo thị hiếu của mình à. Như anh nghiền rượu thì sao? Như anh nghiền rượu chỉ thấy rượu ngon thịt béo mà. Anh nghiền rượu chỉ thấy rượu ngon thấy thịt béo mà. Anh mê cờ bạc thì chỉ thấy những cuộc đỏ đen trước mắt, anh chỉ là cuộc đỏ đen thôi, ngoài ra không còn thấy, không còn biết gì nữa, đúng không? Tôi nhớ có mấy người đánh bạc rồi ngồi bỏ vô ngồi thì không còn nhớ đến chuyện, không còn biết gì hết, chỉ thấy cuộc đỏ đen trước mặt, rồi canh nghiền rượu là tới giờ để uống rượu rồi còn không biết gì nữa cả. Ngoài ra không còn thấy biết vì nay bị kinh, theo kinh, không còn được còn theo những cái sai đám đó nữa, thì cái thấy được mở rộng tầm quan sát. Mà khi bỏ rượu rồi, khi bỏ cờ bạc rồi, cái tầm thấy ra, tầm thấy biết của mình hết sức rộng rãi à, và chẳng những trong cõi thế gian hữu hình mà còn trong cõi vô hình, thậm chí thấy được nghiệp nào đã làm nguyên nhân, nạp nghiệp nào làm quả báo, và luôn có những nơi mà nghiệp báo về dắt dẫn tái sanh nữa. Như vậy là cái người của thế gian, mà nếu anh say rượu là chỉ biết cái chuyện trước mắt là rượu, anh cờ bạc thì thấy trước mắt là cờ bạc, bây giờ bỏ cờ bạc bỏ rượu rồi thì con mắt thấy tầm xa cái tam thiên đại thiên thế giới, và thấy cả những cái nguyên nhân, thấy những kết quả, và thấy những nơi nào mà nghiệp báo sẽ dắt dẫn tái sanh nữa. Rồi con nhờ cái công phu thọ trì đó mà trở thành thanh tịnh, đến nghe được khắp vũ trụ vô biên những cái mùi của chúng sanh, của chư thiên, của thánh hiền nghe hết thơm cũng như thúi, mùi thơm cũng như thúi nhưng ở tỷ can không vì đó mà hỏi, nghĩa là sai đám mà nghe được biết hết tất cả các mùi ở đâu, kể cả các mùi của thánh hiền. Và là cũng nhờ cái công phu tu trì mà cái lưỡi biến vị đáng thành ngọt. Hôm nay chúng ta mấy bữa sống ở trong nhà lục đục khó khăn hai vợ chồng ngồi lại là cái mặt trùng bùm lên cái dây gỗ. Hôm nay cái nhĩ can được thanh tịnh, tỷ can thanh tịnh, cái thiệt can thanh tịnh rồi thì ngồi vô biến cái vị đáng nó thành vị ngọt. Hai vợ chồng thương yêu nhau khi vợ đi thì chồng xách cái sắt ra, em đi rồi về em nhé. Chồng đi thì vợ đón, rồi chồng đi thì vợ ở nhà, anh về, con ra đón cha về đó con, mẹ đi mà 3-4 ngày về thì chồng ra, con mẹ con về đó con, mừng rỡ với nhau thì vui sướng biết bao nhiêu. Còn vợ đi về mà mặt trầm bầm, chồng đi về có mặt u thì thôi hết. Cái gia đình nó không còn gọi là hạnh phúc nữa, vì khi mà được tất cả các can được thanh tịnh rồi thì gia đình đó cũng được hạnh phúc rồi. Vì đối với làng xóm mấy bữa thì nó mượn tiền ta cho mượn nó không trả thì cái mặt ta cũng ghét, cũng khó chịu. Bây giờ thanh tịnh rồi ta cũng chẳng thèm mơ màng tới đó nữa, ta là còn nhớ đến, ủa nếu ta không có cái đó thì sao, có yên vui không hả? Ta không cho nó mượn thì sao, cũng giống như ta không cho nó mượn thì sao. Còn nếu chúng ta nhớ bữa trước mượn 1 triệu bên đây không trả, 3 năm rồi nó không trả, tao mà đố gặp cái mặt thằng đó nữa. Thế là luôn luôn chúng ta bị xấu xa ô nhiễm giờ bẩn. Mà nếu chúng ta nghĩ hôm nay nó không trả thì mai nó trả, rồi để coi thứ bao giờ nó trả thì trả, không trả thì thôi, thế thì có thanh tịnh không? Không thanh tịnh. Nhưng mà với chúng sanh khó nghĩ được như vậy, chúng ta cố gắng tập, hôm nay gọi là tập nghĩ như thế. Cho nên nó cuối cùng là nếu sống với kinh là sống trong đạo, là sống xa đời và những ô nhiễm của đời. Nghĩa là hôm nay chúng ta tùy kinh Pháp Hoa là sống trong đạo, là sống xa đời và những ô nhiễm của đời. Vì vậy tôi chưa chuyển khỏi 8 thức mà 5 thức đầu chúng ta chuyển được, và chuyển được thức thứ 6, chuyển 5 thức đầu thành thành sở tắc tí, và chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát tí rồi, thì là bước đầu của người tu học hôm nay. Như vậy thì suy ra mấy thứ kia cũng vậy, vậy lục tạc chưa hẳn là cái trước, vậy 6 căn chưa hẳn là cái
kẻ cướp. Ừ, tùy ta mà chúng sẽ giúp ích, chúng ta sẽ là pháp sư. Nếu chúng ta chuyển sáu căn là thành sáu căn thanh tịnh thì sáu căn nó không phải là kẻ cướp nữa mà thành sáu vị pháp sư. Nếu căn của chúng ta được thanh tịnh bằng nhiều phương pháp mà trì kinh Pháp Hoa là một trong những cái phương pháp để trì kinh và làm cho sáu căn được thanh tịnh. Thế đoạn này quý vị có thắc mắc gì không? Đây là phẩm pháp sư công đức. Bây giờ hết giờ, ai hỏi gì không? Thế đoạn này chúng ta được thanh tịnh chưa? Hả? Cố gắng tập thanh tịnh, vì hôm nay thọ bát có nghĩa là làm một vị tăng, mà tăng là thanh tịnh, đi như tăng, nói như tăng, đứng như tăng, ngồi như tăng, và sống như tăng, nằm như tăng, mà ngồi cũng như tăng. Hồi nãy giờ tôi có thấy ai ngồi trò hỏ không, ai ngồi trầm hởm đâu, hồi nãy ai có ngồi chấp bàn ấy có thanh tịnh không? À, chứ còn cái ngồi cũng khác, ngồi lâu trao, mà nhất là tôi thấy hồi sải ngồi rất yên lặng, lắng tai nghe. Chứ còn ra khỏi cái đậu tràng mà chúng ta cũng được thanh tịnh như vậy thì làm sao không thanh tịnh? Rồi để tôi coi thử tôi hôm nay ngủ có nói chuyện nữa hay không, cái biết liền có thanh tịnh mà. Khi một vị tăng là khi đi đứng nằm ngồi ăn cũng đều luôn luôn thanh tịnh, thì đó gọi là pháp sư công đức, gọi là những người thọ trì kinh pháp. Thế thôi hả? Bây giờ xin quý vị đứng dậy hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quên đi vì vắng muộn phiền để hoa cười đẹp nét trần gian, hãy trở về phút giây hiện tại, thở ra vào sáng dậy bình an, hãy xua tan hận thù nghi kỵ để cho người sống với tình yêu, kết mây lành bay về non Thái để làm mưa ướp ngọt đất trời. Hãy cùng nhau ru em thơ ngủ để mẹ hiền thôi khổ vì con, nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ tin cười dòng nước của ngàn